chào mừng mọi người đã trở lại với channel của team DK Bình Dương nha. Thì hôm nay mình nhận một cái ca Sonic, một cái gọi là sai lầm của tuổi trẻ thì phải trả giá bằng tiền bạc. Thì chủ đề hôm nay thì sai lầm những cái gì thì mình xin quay luôn. Đây là sai lầm của tuổi trẻ. Thì lúc mình nhận xe, mình nhận từ hôm qua rồi, trụ xe thay những cái cụm gọi là Line Master này, Line Master. Hàng fake cho nên là nó chập nó cháy tầm lầm mà. Nguyên cái đống dây điện như thế này. Thì hôm qua thì lẽ ra là mình sẽ quay từ đầu, nhưng mà hôm qua bẩn quá mình cho thử tháo rồi. Cái đống này thì hiện tại gọi là sai lầm của tuổi trẻ thì nên vứt đi này. Trả giá bằng tiền bạc nhưng mà qua này cũng không có nặng lắm. Thì đây là trụ xe đến từ 67, giòn một con Sonic nhưng mà giòn theo cái phong cách gọi là thích đâu làm đó, cho nên nó không có được liền lạc. Thì cơ bản thì mình sẽ chỉnh lại một chút cho trụ xe này. Thì đầu tiên là mình sửa chữa cái bổ cùm Line Master fake của trụ xe bằng cái bổ cùm này, là bổ cùm của VCX này. Anh em mọi người, hàng zin của VCX. Thì trên bộ cùm zin của VCX này mình bấm lại cho Sonic thì nó sẽ bao gồm có tắt máy tạm thời này, rồi đề xe, tắt máy tạm thời đề xe. Còn bên này thì cốt pha bình thường. Đấy, cốt pha bình thường, còi, rồi xi nhan bình thường và còn một nút passing nữa. Cái này là cùm VCX hay hàng chính hãng luôn. Và mình sẽ bấm lại, gắt nối và gọi là cover lại cho Sonic á. Sửa chữa cho cái phần sai lầm về cái bộ cùm Line Master mà mình thấy nó anh em đang mua rất nhiều trên shopper á. Cái bộ cùm nó thì nó có sáng led á, nhưng mà về cơ bản chất lượng nó không ổn định. Lúc mình làm vào thì thứ nhất là dây chạc nó lằng ngoằng, thứ hai nữa là bị chập mạch, cho nên là sẽ dẫn đến việc cháy hỏng trên con xe. Rồi, ngoài việc cái bộ cùm thì sai lầm tiếp theo của chủ xe đó là chơi hàng này. Không có cái gì mà ngon bộ rẻ hết đó. Đây là một bộ cùm Nissin này. Trước đây mình cũng có bán nhưng mà cơ tầm 3 năm nay mình không có bán nữa. Đó là hàng này, hàng fake này. Hàng fake cho nên là cái hiệu năng thì nó mang lại là nó không có, hầu như là không có. Thì thay vào đó thì mình thay cho trụ xe tiếp tục là một bộ Racing Boy bình dầu rồi. Cái này cùng gọi là cùm S1 này. Thì cái này chút nữa mình sẽ có một cái bình dầu lên đây nữa. Và tiếp đến nữa thì thay bằng cái bộ dây dầu này, bằng bộ dây dầu bấm luôn, trước sau luôn. Đây, trước sau cho chủ xe. Thì cái bộ tay côn dây thắng thì mình thay bằng tay côn dây thắng Racing Boy hàng S1 nha. Bên này tay côn thay bằng S1 luôn. Đây. Rồi ngoài ra đặc điểm nổi bật để dọn lại con xe này đó là mình thay cho chủ xe yêu cầu thay một bộ khóa Smart Key Hyperion chống cướp. Thì mình đã làm một vài con xe trong các clip trước đây về tính năng của nó rồi, nhưng mà hôm nay thì mình lên cho anh em một con Smart Key Hyperion trên con Sonic nha. Thì cơ cấu nó cũng bao gồm một bộ cùm này. Bộ cùm của Sonic thì nó sẽ làm như thế này. Cái này chút thì bóc ra nha mọi người. Đây nó có chữ Honda, thấy không? Bộ cùm rất là đẹp. Còn nếu mà của Rider hoặc là Satria thì nó có chữ Suzuki trên này để phân biệt giữa Honda và Suzuki. Đó là về bộ cùm này. Thì núm khóa tất cả mọi thứ thì nó giống như những con xe trước đây mình làm thôi. Ngoài ra tiếp đến là nó sẽ có một bộ điều khiển, đó là bộ CPU của Hyperion. Thì giống như các bộ CPU trước đây thôi. Thì nó sẽ bao gồm một bộ dây bấm dắt và hai điều khiển, một cái coi. Đây, hai điều khiển và một cái coi. Đây, bộ hai điều khiển. Rồi, ngoài ra để sửa chữa cho cái sai lầm của con xe này thì về phần đèn thì trước đây chủ xe lắp cái bộ gọi là bộ mạch tăng sáng, nhưng mà nó đã đai theo thời gian rồi. Thì thay vào cái việc mạch tăng sáng thì hiện tại thì mình chuẩn bị up lên cho chủ xe một con B-LED Pro. Thì giống như các clip trước thôi, thì sau khi tháo thì mình hấp mình cày chóa ra. Và một trong những cái điểm mà mấu chốt và quan trọng đó là việc tạo hình cho cái con B-LED. Thì xin thưa quý chị và các bạn, như thế này, làm bi thì bắt buộc mình phải làm chóa, cái đó là quy tắc rồi, không có thể làm bi mà có cái bi nào mà bỏ vào như zin được. Bởi vì hiện tại giống như Sonic như bộ đèn nó như thế này, xong mình hấp chóa ra, xong mình phải tạo hình như phía sau. Thì cái việc tạo hình phía sau này là để làm gì, để cái lúc mà mình lắp cái bi led pro này vào này, bi led vào thì nó sẽ giữ cái đuôi này ra, thì bắt buộc mình sẽ phải tạo hình và sau đó phải hàn lại cho nó khít lại để cho nó chống vào nước rồi chống tất cả mọi thứ. Còn ngoài ra cái chóa của Sonic hoặc là Satria thì bắt buộc mình phải tạo hình tiếp tục trong cái chóa nha. Bởi vì cái bộ phận chóa của nó là liền luôn, và để gắn những cái mạch led lên á thì nó như thế này. Sau khi tạo hình thì nó sẽ ra như thế này. Cơ bản những cái bước mà muốn
chuẩn quá hoặc là muốn đẹp nhất thì cái bước tạo hình này nó là quan trọng nhất trong việc làm billet nha mọi người. Ngoài ra để hỗ trợ cái việc mà giữ cái bi cho nó cứng và cho nó đẹp ở trong cái chóa này thì đây là mọi người để ý xem này. Thì đối với dòng Sonic Satria thì nó sẽ bên mình sẽ sử dụng một cái bát CNC đúng khuôn mẫu coi như là 99% như thế này để giữ cái bi làm đóng cái chóa nha mọi người, không có cắt chế gì nhiều lắm. Cơ bản tạo hình phía sau để cho nó lọt bi, thứ hai nữa là tạo hình, thứ ba nữa là sử dụng cái chóa này vào, sử dụng cái bát ấy, gọi là cái này gọi là bát CNC nhưng thực chất nó là thép nha mọi người, thép nhưng cắt CNC, thấy không mọi người, thấy không? Ok, thì chút nữa thử lắp vào đóng toá như thế này, xong rồi lên bi, xong rồi mình sẽ quay cho mọi người xem. Thì cái sản phẩm này là sản phẩm số sắp hoàn thiện nha mọi người. Lúc bỏ bi vào thì mình sẽ cố định vào những cái bát như thế này, những cái bát mọi người thấy không? Mình sẽ số trực diện cho mọi người xem luôn. Đấy, còn ngoài ra thì mình sẽ để mà tô thêm cái vẻ đẹp cho cái bộ đèn, thường thường anh em thấy đó là hay sử dụng cái bộ này, gọi là cái vòng này gọi là vòng BMW, gọi là BMW thì nó sẽ sáng lên. Cắm biển nó sáng lên bình thường. Còn phía sau này đây. Lý do phải cắt là như thế này, cắt tàu cuốn như thế này. Rồi chút nữa mình sẽ chụp nó lại xong mình hạ lại là xong thôi. Còn đèn thì mình chạy bấm bằng jack nối bình thường. Còn để mà muốn tô đẹp nó thì sản phẩm thường thường anh em hay làm đó là sẽ thêm vào cái vòng led phía trong này mọi người này. Phía trong đèn này mình sẽ bỏ thêm một bộ mặt quỹ. Thì mặt quỹ nó có hai loại, một loại một màu, một loại bảy màu. Thì xe này thì mình sẽ làm cho chủ xe một bộ mặt quỹ bảy màu thì áp theo điện thoại. Đó nha mọi người. Hoàn thiện những bước thô này, bước cơ bản thì giống như các clip trước mình nói là mình sẽ đưa bi vào và bây giờ đến đoạn cắn bát. Ở bên trong mình show thực tế luôn cho mọi người xem luôn cách mình làm luôn nha. Đấy, nó sẽ là như vậy, tất cả những bát CNC trong này đều vặn vào con ốc đây, chút là mình chỉnh cho nó ngay và chỉnh cao chỉnh thấp. Hai là tất cả các bộ phận giống như là smart cây thì xong rồi. Giờ chỉ là bộ phận đèn nữa là bắt đầu mình rửa xe rồi là mình test cho mọi người xem thôi. Đây công tắc này. Công tắc thì nó ok, là cái này phát sinh bình thường. Đấy. Tắt đèn này. Đây là pha cốt. Cái này tắt mở đèn. Đấy, tắt mở đèn. Cái này tắt lại tạm thời. Ui, má định vãi nhờ. Ok, được. Đi. Tắt, thấy không? Thấy xăng à? Đủ đèn đâu, tắt máy rồi kìa. À, rồi. Sorry. Không, cái này định. Một cùng này định thật. Ok mọi người, cùng chờ cái đoạn tiếp theo nha. Sản phẩm sắp hoàn thiện rồi nha mọi người, đây. Thì đấy là mình giống như cái đầu clip á, thì mình gọi là sửa chữa ở sai lầm một tuổi trẻ của một trụ xe đến từ 67. 67 An Giang à. Với tài chính nó rơi vào tầm sửa chữa nó rơi vào lần này vẫn mười mấy triệu ấy. Thì giống như đầu clip mà mình có giới thiệu đó, thì bổ điện là mình đi lại hết cho trụ xe, rồi bổ cùng công tắc. Thì mình thay bằng bổ cùng của NV ở gì xe này gì ra PCX rồi, mình test cho mọi người xem luôn. Thứ hai nữa là bổ tay côn tay thắng thì mình sử dụng cùng S1 của Racing Boy, phiên bản này phiên bản 14mm nha. Tay côn sử dụng cái con S1, bao tay thì mình thay cho chủ xe cái bộ bao tay của X1R, hàng này hàng V2 đây, để mình test. Thứ ba nữa, đặc điểm nổi bật smart cây này, thấy không? Lên. Ok không? Để máy lên. Máy này giống như xuống tái rồi đó mọi người, xuống tái đó. Rồi mình test những cái chức năng cơ bản này. Thì bật tắt đèn ở nút này. Cái này là cùng của PCX nha. Bật tắt đèn này. Cái này là tắt máy tạm thời này, cái gì mình tắt thôi. Còn bên này là coi này, coi bình thường. Đây, cốt pha bình thường. Đây, đá phát sinh. Ấy, thấy không? Để mình lấy nét lại cho. Đây, đá phát sinh nha mọi người. Thì một trong những cái sự lựa chọn hiện tại mà anh em mình muốn chạy đồ zin ngon bộ rẻ đó là sử dụng cái bộ cùm này nha. Sonic hay là sạc tia đều được. Mình có thể sử dụng cái cùm của PCX cho, xong rồi mình mót lại dây, mình bấm lại dây là ok thôi. Đây, rồi mình tắt máy tạm thời này. Đấy, tắt máy, thấy không? Bật lên, đẩy lên. Đó, tắt máy tạm thời. Ok,
ok chưa? Chức năng là cái bộ gồm là ok chưa? Còn về tài thắng này cô thì sử dụng giống như bình thường thôi. Còn về smart cây này, một trong những cái chức năng mà mọi người cần nhất trên cái xe bán cây đó là gì? Đó là chống cướp. Thì chống cướp là mình tường thuật lại đến con Sonic cho mọi người xem này. Có nghĩa là mình đang đi xe và bị cướp thì mình bò lại cái xe bán cây vào trong người á, thì chủ xe nó chạy, thằng cướp nó chạy một đoạn thì nó sẽ tự động tắt máy và hút còi. Thay vì mình chạy xe thì mình sẽ cho bạn này đây. Đấy, remote cách xa. Cái đấy. Remote cách xa là tầm 15-20m, hoặc 6 tầm 11-15 giây nó sẽ tự động tắt máy và hút còi nha mọi người. Khi nào đủ xa, đủ đảm bảo cho chủ xe, có nghĩa là nó sẽ tránh những trường hợp rồi là thằng cướp nó quay lại nó đâm chủ xe á, thì nó đu một cái khoảng cách nhất định thì nó sẽ là tự động tắt máy và hút còi nha. Đó, thấy không? Đây, đu đổ xa thì nó sẽ tắt máy và hút còi, hú mãi luôn. Nó hú như thế này mãi luôn. Thì gọi là chống cướp nha, chống cướp. Thì trường hợp mà mình tắt lên, tắt xong rồi mở lên thì không có được, bởi vì cái remote ở xa thì mở lên thì không có thể mở được nữa. Đó gọi là chống cướp nha mọi người. Thì vừa rồi mình vừa review qua một con Sonic với phiên bản đập đi xe lại, gọi là sửa chữa những sai lầm của bạn trẻ. Cơ bản là làm thường xuyên rồi, còn đi mà xe này mà làm thì mà đúng cho nó hợp tông lại thì nó còn nhiều thứ, giống như cái phục 6 này. Bắt buộc mình phải thay bằng một cái phục khác, nó định hơn cái này, cái phục của Olympic này. Đó, nhưng mà với tài chính vừa phải thì mình chỉ làm lại nhiều đó thôi. Cơ bản những cái thứ mình vừa làm xong nó sẽ bao gồm những cái xe gì nó ổn định hơn rất là nhiều, đúng không mọi người? Đây, smart cây này, bảo tay thắng này, cùng công tắc này, dây dầu này, và đặc điểm nổi bật của nó là một bộ đèn. Kết hợp nữa là bên mình sẽ tặng cho chủ xe một cái bộ đề can như thế này. Nói chung đối với cái gói tầm trên 10 triệu thì anh em mình thích cái gì mình tặng cái đó, cơ bản là vậy. Mình sẽ tặng cái này được miễn phí 100% luôn nha. Rồi, hẹn gặp lại mọi người trong clip lần sau.